Sư đây ông phụ ổn ngọc thế ngày nay vừa chụp này thì thái thế ngày nay dùng mờ mờ thà ta nó thế ngày thì đập prám đo thế ngày thì một phải pí khai và chỉ cả nấy giang là đại đối với hai châu tạm đàn tu sơn là từng ngọc nía ta nó thế ngày thì đập prám đo thế ngày thì một phải pí bằng phụ ổn ngọc nía giang là đại rồi hai bằng quần đường ngọc này là vô trôi mưa tèm mà đó hả ta nên thay tì đập ram đặt ngay tìm một phầy pi nứng miền rừng ấy sẽ gặp bằng quần đường ngọc này hay bằng quần đường ngọc này là pi nứng chẳng nào đài à là nên trôi mưa là cả tìm mùi tèm mà đó sẽ gặp đặt nó ngay nâng phong đá anh chị bán tham bằng quần đường ngọc này là đường ngọc này được nồng lòng pi nứng cứ miền kế tổ tu school pi mặt thì bằng quần đường ngọc này hả ấy đối với hai anh chị bản thân là từng ngọc ni ăn miếng cá plát đô đồng nái coi vì là từng ngọc ni miếng cá tăng chất khát khao prang prang thưa ca nghe cả lòng một lắm là từng ngọc ni ăn miếng cá lang từ chia chụp vài này kia có chỉ bật thêm kia chỉ đạm đây xa từ kia khơi mơ khơi pi đầm lái đây có mơ khơi pi sự mặt đặc biệt bao phủ từng ngọc ni đối với hai bao phủ từng ngọc ni là tu ban kia từ chúa năng tu ban ca cho chất vì mật rôm ca nghe bao phủ từng ngọc ni phong đài đối với hai nó không lòng pin đang phong đá anh chị bạn thân là ó xem rạp của được ngọc nghĩa đại biểu quân chỉ muốn ở đường ca nghĩa khi mưa khơi pin thì mặt thịt bằng bộ được ngọc nghĩa đối với hai ai bị vọt luôn này được ngọc nghĩa bị vọt luôn khai chỉ mấy kê đi coi chỉ bị thiên kê chỉ đá nó không lòng pin nào đối với hai này được ngọc nghĩa đang biên kết thì chú biên kết chứ mua năng từ tu bàn cá chú chất vì mật rôm cá nghĩa bao quân đồng ngọc nên tiệt phong lâu ní dương mà mời tiệt thà ta là thay tì đập ram đọt ngay tì mà phây pí nước nông khai với chị ca này dân nà đá vẹ bôn cho một đường cá nghĩa tiệt hai bao quân đồng ngọc nghĩa nước nông nông phong đa như ban thà bao quân đồng ngọc nghĩa nên từng ngọc nghĩa có cầm phong tài triêm nông ca thuê ca nghĩa thay mấy rồi có cả ban đồng này thì mày đang phòng đại đối với ngày hai ngày từng ngọc nên miễn tí đau là trường muốn ca nghi một cái bò bò phụ ngọc nia rồi có cả bạc hàng thì mày bà này từng ngọc nia nữa miễn phép là bà xa trường muốn đối với ngày hai ngày từng ngọc nia miễn ca kết còn phong tài miễn ca kết ca có sang là tập hóa còn phong tài ngày từng ngọc nia miễn ca sang là bón cướp cron nó ăn cái phép thì mày ca nghi thì mày bò phụ được ngọc nia ở miền bắc tập phép đối với ngày hai bò phụ được ngọc nia là bên đi cứ này từng ngọc nĩ còn phong tài miền ca pra ca cất nong ca cướp cương một rồi bảo thay ca nghe thay bảo phong từng ngọc nĩ đây này từng ngọc nĩ còn phong tài tự ban đặc nong lòng phiền nằng hai vợ chị bị xe nắng ca nghe đây này từng ngọc nĩ tự ban nắng miền tự đau lo và sao chứng môn xâm rạp bảo phong từng ngọc nĩ phong tài đôi chân hai cứ lo xâm rạp bảo phong từng ngọc nĩ đôi chân hai bảo phong từng ngọc nĩ miền cầm lan tu tia thay chứng môn đây là từng ngọc nên thuộc tại chỗ tránh nên là vì nên là từng ngọc nên cứ miên cầm làm cao cho làm vinh đây là từng ngọc nên trao miên tu ổn tí tầm ngồi có trao thông mây cái nông ca kết thông mây cái nông ca thôi bây giờ đối chứ nên là từng ngọc nên trao pra ca kết ca áo bị vọt thông mây đầm bay cực cơ nông ca nghe thông mây bỏ con từng ngọc nên áo miên phép lộ và sao chứng môn phong đá đối chứ nên hai nông nông ngay nâng phong đá cứ bỏ con từng ngọc nên cứ miên rừng lo đại biểu quan chỉ muốn đường ca nghi xem ra bao phun đường ngọc miền miền đường kia từ chùa lo miền đường kia từ tour score là vậy chỉ biết xét người đường ngọc nên miền ca nghi thay đại miền phía lo mà sao chỉ muốn ở lâu một mới là cát bản tua tiệt thà ta là cát nó không là cát bản tua tiệt nít biểu quan chỉ muốn đường ở vậy xem ra bao phun đường ngọc nên nó không ngày tí
22នៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី22នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានឹងសម្រាប់នៅក្នុងនឹងផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបនៅបញ្ហាការបាត់បង់ការងារឬក៏បន្ទាប់ពីជួបនៅទុកលំបាកនៅក្នុងរឿងអ្វីមួយហើយមកនឹងជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានភាពផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់បង់ការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកការងារថ្មីដែលល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយក្នុងនេះអាចនិយាយបានថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពល្អតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការងារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទៅជួបទុកលំបាកអឡងមកនៅពេលនេះការងារបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពល្អអ្វីជាពិសេសនោះក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់អត់ការងារធ្វើឬក៏ធ្លាប់បាត់បង់ការងារហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការងារថ្មីឬក៏មុខរបរថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដូច្នេះហើយអាចនិយាយបានថាការងារទាំងអស់ហ្នឹងនឹងមានទិសដៅដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះហើយគឺល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការងារអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការងារល្អទទួលបានការងារល្អដែលល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានការត្រៀមគំនិតត្រៀមការធ្វើវាឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានលទ្ធផលទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងមុខរបរការងារថ្មីឬក៏ដំណើរថ្មីរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលនឹងផងដែរដូច្នេះហើយសរុបសេចក្តីមកថាតើនៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី22នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះយ៉ាងណាដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការងារអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានកិត្តិយសការឡើងឋានៈបុណ្យស័ក្តិអ្វីជាពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគេទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយពីការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារកន្លងមកនោះនៅពេលនោះគេមើលឃើញពីអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមានសមត្ថភាពដូច្នេះហើយអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការឡើងតំណែងឬក៏ឡើងតួនាទីខ្ពស់ជាងមុនអាចក្លាយជាមេគេឬក៏ជាប្រធានគេជាដើមនៅក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏កំពុងតែមានការចាប់ដើមធ្វើការងារថ្មីឬក៏មុខរបរថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការគ្រប់គ្រងឬក៏មានការគិតខុសប្លែកពីមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍក្នុងការកិតការធ្វើមុខរបរថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យមានភាពល្អឬក៏ឲ្យមានភាពល្អប្រសើរក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គភាពថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យផងដែរដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការស្ទុះស្ទាជាមុនក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានភាពបរាជ័យក្នុងរឿងការងារឬក៏ធ្លាប់មិនល្អក្នុងរឿងការងារនៅពេលនេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានឱកាសដែលល្អប្រសើរជាងមុនបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពស្ទុះស្ទាមានការគិតគូរថ្មីល្អប្រសើរជាងមុនដូច្នេះហើយការងារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទិសដៅល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបនៅបញ្ហាជាមួយនឹងរឿងការងារកន្លងមកជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកភាពល្អសម្រាប់ការងារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះហើយក្នុងនោះក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជាតាកម្មបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះហើយនៅពេលនេះដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលនូវផលល្អឬក៏កម្មល្អបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយគឺល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងការងារអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានកិត្តិយសទទួលបានបុណ្យស័ក្តិឬក៏ទទួលបានការងារថ្មីដែលល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលនឹងផងដែរដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីវីដេអូមួយនេះផងដែរអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជោគជ័យក្នុងរឿងការងាររឿងប្រការនិងរឿងស្នេហាផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតចាអរគុណ